Chào mừng các anh em trở lại với channel. Như các anh em thấy, gần đây chúng ta đã chứng kiến một số sự xuất hiện của gương chiếu hậu điện tử trên một số mẫu xe đặc biệt, một số mẫu xe đắt tiền. Thì ba mình có ý tưởng là tại sao chúng ta không thử tạo ra một cái gương chiếu hậu điện tử gắn trên xe phổ thông, thử xem hiệu quả nó như thế nào, nó có ưu nhược điểm gì và cái tính ứng dụng của nó trong tương lai như thế nào, có thể phổ cập được, phổ biến hay không, nó có những ưu điểm vượt trội như thế nào, liệu nó có thể tạo thành cuộc cách mạng để thay đổi những gương chiếu hậu truyền thống hay không, nó có thể trở nên phổ biến hay không thay vì chỉ được trang bị trên mẫu xe đắt tiền. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chế tạo thử ha. Ở đây mình có một bộ camera cặp lề, giá cũng rất là rẻ thôi, chỉ 500.000 một bộ. Đây mình mua hai bộ giá 1 triệu. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu lắp ráp lên ha. Trong bộ sản phẩm đầu tiên, chúng ta sẽ có một cái bộ dây tín hiệu cùng với màn hình. Chất lượng hoàn thiện thì nó ở mức tương đối dùng được thôi, nó không cao cấp đâu anh em. Cái chất liệu nhựa thì cũng khá là bình dân, chúng ta không thể nào đòi hỏi được quá cao ở cái phân khúc này. Đây là màn hình chống chói, tương đối là ổn đó. Phía dưới chúng ta sẽ có keo hai mặt để dán. Đây, chúng ta có thể chỉnh được góc nè. Okay, tiếp theo ở đây chúng ta sẽ có một cái bộ cao su ron để dẫn cái dây này vào bên trong, lấy nguồn từ đầu tẩu. Rồi và tiếp theo chúng ta sẽ có một camera đây. Chất lượng nhựa thì cũng tương đối khá là ổn. À đây, phần này là cao su. Đây sử dụng nguyên một miếng cao su luôn. Và đây chúng ta sẽ có diode nó hỗ trợ quan sát về ban đêm. Và đây có một quang trở xác định cường độ ánh sáng ngày đêm. Khi mà trời tối thì nó sẽ tự động bật cái đèn này lên, cũng rất là hay. Dây tín hiệu chúng ta sẽ luồn vào trong cái dây cao su này. Ok, và đây là sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Trung Quốc không ạ. Sơ sơ thì chúng ta sẽ thấy được hiện thế là 12-24V. Đây là độ phân giải thì nó sẽ có nhiều phiên bản nè, 4.3 inch, 5 inch, 7 inch. Độ phân giải sẽ khác nhau, nhiệt độ hoạt động là từ -20 đến 70 độ, hệ màu là 3NTFC. Ok, cơ bản vậy thôi. Chúng ta sẽ có hướng dẫn nè, nếu mà muốn kết nối nhiều camera thì chúng ta cứ việc kết nối song song vô. Với cái cách kết nối như thế này thì nó cũng rất là tiện, chúng ta không cần phải đục khoét gì mất zin cái xe hết, cứ việc là dán vào thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu kết nối để gá vô thử cái góc thôi nha. Khoan, hãy dán camera vô. Chúng ta sẽ kết nối camera và cái màn hình lại, cắm như vậy thôi, cũng đơn giản lắm. Cái camera này khoan dán lên, chúng ta cắp nguồn xem trên màn hình đi rồi hãy quyết định cái góc dán. Rồi tiếp theo đây là tẩu nguồn, chúng ta sẽ kết nối vào đây. Ok, bây giờ lòng dây vô cắp nguồn nè. Rồi đây màn hình lên anh em. Đây, chất lượng rất tốt luôn nè. Đây là sản phẩm giá rẻ nhưng mà anh em thấy chất lượng rất tốt luôn. Hiện tại đang ban đêm luôn nha, ta che cảm biến lại nè, đó như trời tối là tự động bật sáng luôn, cũng rất là hay luôn. Rồi bây giờ mình sẽ ghé lên đây để mà xem thử nha. Cái này thì nó cho phép chúng ta chỉnh gật gù lên xuống luôn nè. Anh em cũng có thể chọn cái đầu khoát gương hoặc là cái đầu dán như thế này, không những gật gù lên xuống mà chúng ta cũng có thể xoay qua trái phải luôn nữa. Thì chúng ta chỉ việc chọn cái vị trí cho nó sát rìa ngoài thôi và xoay đó, có thể xoay thoải mái cái góc đó. Mình sẽ lòn ra trước, sẽ vòng qua bên đây. Đây, mình sẽ cặp sát vào đây cho nó chui vào khe cửa này. Thật ra cái khe này thì nó cũng rất rộng lắm nè anh em. Đây, chúng ta mở ra nó càng rộng thêm nè, và khi ta đóng lại tối đa nè. Đây, cái khoảng hở nó còn rất là lớn luôn. Anh em cứ yên tâm, dây không bị cấn đứt gì đâu. Đo này trước. Nếu mà khoét cái ký chiếu hậu này để mà cho vô thì nó sẽ đẹp hơn nhiều. Nó không có dây lòng thòng này, cái trụ này vô thẳng vô trong luôn, bên ngoài thì không thấy dây, nhưng mà vậy thì nó khá là phức tạp luôn. Đó, rồi lòng vô bên trong rồi xong gỡ keo ra dán cho thôi. Bây giờ mình sẽ dán tiếp vào. Đó, và dây này sẽ cặp chui vào cái ron này. Còn cái màn hình thì mình sẽ dán lên đây. Còn dây treo vô trong cái ron cao su này nè. Ta đi xuống dưới cốp nè, đi qua bên hông lên trên. Đó, hoàn toàn giấu dây rất là kỹ luôn, không thấy bất cứ con dây nào ra đâu. Đó, bây giờ chúng ta sẽ cho keo cố định vào. Đây, nó sẽ được như thế này, rất là gọn nè. Vậy góc chúng ta sẽ được như thế này đây, rất là rộng so với góc zin luôn nè. Đây là thân xe ha, đây là cửa xe nè, đây là chốt nắm cửa nè. Và đây là nguyên một khoảng bên hông đây, rất là rộng luôn nè. Cái góc rộng hơn nhiều lắm, chúng ta thấy cả phía dưới luôn, cả bánh sau luôn. Lúc này thì ve sẽ rất là tiện á, cái kính chiếu hậu zin á, chúng ta không thấy được cái bánh xe dưới. Còn ở đây là cái góc vừa rộng ở phía trên nè và rộng bề ngang nữa nè, quá tuyệt vời luôn. Đây chúng ta sẽ so sánh so với kính zin nè. Đây kính zin chúng ta chỉ có được như thế này thôi nè, một tí xíu phần thân xe ha. Và đây nó chỉ tới đây thôi nè, cái quạt này thôi. Còn ở đây nè, chúng ta thấy rộng hơn rất là nhiều luôn. Đây nó rộng hơn khoảng 3 lần á. Đây thân xe nè ha, nãy chỉ thấy tới cái quạt này thôi, còn bây giờ nó thấy nguyên khoảng trước rồi. Đây là cái quạt nè ha,
Còn đây là cái quạt này. Và đây là nguyên khoảng bên đây luôn. 1, 2, 3 lần. Và rộng cả phía dưới nữa. Như bên đây thì chúng ta chỉ thấy được phần trên xe này thôi. Tới đuôi xe này. Còn đây là thấy luôn cả khoảng mặt đất luôn nè. Cận cảnh như thế này, chúng ta ngồi xa quay video thì thấy là nó hơi trắng, nó hơi không rõ ha. Chứ còn bên ngoài thì nhìn nó rõ lắm. Rất rộng luôn. Thì đây chắc chắn sẽ là tương lai tất yếu. Và một cái nữa anh em thấy đây nè, cái camera được che phía dưới đây, nên là có mưa vào thì nó cũng sẽ được che. Thì những cái xe mà có kính chiếu hậu điện tử thì họ sẽ làm cái camera thụt vào trong và che mưa luôn. Do đó là nó sẽ khắc phục được nhược điểm rất lớn của gương truyền thống, đó chính là trời mưa ra đây thì nó hoàn toàn nó bị mờ mù hết. Khi mà mưa thì kính này cũng bị mù hết luôn, chúng ta không thấy được cái gì ở đây hết. Đi trời mưa rất là nguy hiểm, trong khi bây giờ là kính chiếu hậu điện tử chúng ta sẽ được như thế này. Một cái điểm hay nữa của camera điện tử á, đó chính là nó sẽ khuếch đại, nó sẽ tăng cái ISO, tăng cái EV, cái mức bù sáng lên. Do đó là khi chúng ta đi trong trời tối á, nó sẽ sáng hơn mắt thường chúng ta nhìn thấy. Hiện tại cái vị trí đặt màn hình á, thì mình thấy một số xe kính chiếu hậu điện tử á, thì họ sẽ bố trí ở đây, thì tận dụng cái góc này hiện tại đang là điểm mù nè, nên là họ sẽ thiết kế ở đây luôn, hoặc là họ sẽ bố trí ở cái vị trí cửa này. Đây là cái vị trí trống hiện tại chưa dùng tới. Tuy nhiên á, cái màn hình ở đây nó sẽ có điểm dở là cái góc nhìn của chúng ta từ ở vô lăng chúng ta nhìn ngang qua, thì bây giờ chúng ta phải nhìn xéo xuống phía dưới, chúng ta phải hơi cúi xuống như này, nó cũng hơi nguy hiểm, nó cũng hơi bất tiện. Ngay phía trước hiện tại chưa thấy xe nào họ bố trí đây, ngay cái vị trí phía trước này nè, nó sẽ làm chúng ta bị phân tâm. Có thể bố trí một màn hình ở đây cũng được, cũng là một ý hay. Tại vì cái góc nhìn chủ yếu chúng ta sẽ nằm ở phía trước này, còn góc bên đây thì hiện tại nó đang trống, thì thay vì chúng ta liếc qua ở bên kính chiếu hậu bên đây, chúng ta có thể liếc nhẹ qua bên đây là có thể nhìn thấy được kính chiếu hậu hai bên rồi. Ok, bây giờ chúng ta lắp cho kính còn lại ha. Rồi, quá tuyệt vời luôn ha. Bây giờ chúng ta có kết quả ở đây, góc rộng hơn quá nhiều luôn. Đây, góc chúng ta sẽ tới cái bàn này ha. Còn đây nè, cái bàn đây nè, nó dài ra phần rộng ở đây luôn, còn nhìn thấy cả phía dưới đường luôn. Còn phía đây thì hoàn toàn không thấy dưới đường nha. Góc rộng hơn rất nhiều, và như anh em thấy đây khá là tối ha, còn trên đây nó khuếch đại lên nè, rất sáng luôn. Và đặc biệt nữa, nó do nó khuất với dưới đây nè, là trời mưa nó sẽ không bị ảnh hưởng. Còn nếu trời mưa thì đây mù mịt, và cái kính này nó cũng mù mịt, không có thấy gì nữa đâu. Đây, sáng hơn rất nhiều luôn. Đây, như anh em thấy đây, chúng ta dây xe vẫn đây hẹp nè, chúng ta nhìn thấy chỉ có một khoảng đây thôi. Đây khoảng bên hông của xe ha, sát bên đây, và bên đây thì thấy rất rộng luôn, đây chỉ thấy tới đây thôi. Và cũng tương tự đối với cái kính còn lại nè, chúng ta chỉ thấy được sát với cánh cửa thôi, còn không khí đây thì thấy rất rõ từ cánh cửa này và dài ra bên đây luôn, quá rộng. Đây, bây giờ chúng ta sẽ test thử khi mà chạy xe ngoài đường nè. Đây, với góc này chúng ta chỉ nhìn thấy được đường xá như thế này thôi, cái góc khá là hẹp bên phải luôn. Gương điện tử nè, đó, nguyên một khoảng rộng hai bên luôn, rộng hơn là rất đáng kể luôn đó, rộng cả về phía dưới nữa, cho chúng ta thấy được rõ vào bánh xe luôn. Bây giờ là kính chiếu hậu bên trái, nên em thấy góc này đây, cái kính chiếu hậu truyền thống thì chúng ta thấy được một tí thôi, và nếu mà trời mưa thì hầu như nó là mù mịt luôn, nhưng bây giờ chúng ta thấy rất rõ luôn nè, và góc rất rộng luôn. Đây là kết quả chúng ta có trong trời mưa đây nha anh em. Kính chiếu hậu truyền thống anh em thấy không, chúng ta không còn thấy bất cứ cái gì nữa luôn rồi. Từ kính chiếu hậu cho đến kính xe này, nó mờ mịt như thế này, đây là tình trạng rất là khủng khiếp khi mà chúng ta lái xe trời mưa lớn nè. Còn bây giờ trên đây, do cái camera nó nằm khuất dưới đây nè, nên là nó không bị ảnh hưởng bởi trời mưa. Bên đây còn trong vắt luôn. Ở bên trái đây, kính chiếu hậu truyền thống thì hầu như chúng ta không còn thấy gì được hết, rất là nguy hiểm khi lái xe trong trời mưa. Còn bây giờ bên kính chiếu hậu điện tử nè. Qua những ưu điểm vừa rồi thì mình thấy gương chiếu hậu điện tử đúng, nó sẽ trở thành một tương lai tất yếu. Cái vấn đề hiện tại nó chưa thể phổ biến được, mà nó chỉ nằm ở những cái xe rất là sang, những xe đặc biệt thôi. Lý do đó chính là cái giá thành. Nhưng mà hiện tại thì mình thấy cái giá thành của những phần cứng camera này nó đã rất rẻ rồi, nó hoàn toàn có thể áp dụng được. Chẳng qua là có những hãng nào họ khởi xướng cái chuyện này thôi, nó hoàn toàn khả thi với cái mức giá hiện tại, cũng như là những cái ưu điểm quá lớn của nó đem lại. Ok, cảm ơn các anh em đã theo dõi clip. Nếu thấy clip kết, các anh em đừng quên like để ủng hộ tinh thần, share với bạn bè, và có thể subscribe channel của mình để theo dõi clip tiếp theo. Thật sự rất là động lực rất lớn để mình thực hiện clip. Xin chào và hẹn gặp lại.